feet. Thì thiết đoạn hòa. Coi như mọi chuyện vẫn là bình ổn, không có vấn đề gì cả. Khu này là khu sinh viên cho trường đại học kỹ thuật ở tại thành phố München. Airbus này thì họ sẽ chế tạo làm sao đỡ tốn nguyên liệu, mà người ta nghiên cứu và chế tạo ra cái pin của xe ô tô, pin của điện thoại làm sao nó có thể chạy được lâu và nhẹ, không phải nặng nề khi mà cho vào trong xe, và có thể làm được nguyên liệu và chạy xe được đường dài hơn, con đường dài hơn. Họ đang nghiên cứu. Đây là cái đoạn đường đi vào trong cái khu này. Nói chung là khu này rất là yên tĩnh, tĩnh mịch và Stella's Restaurant và rất là tĩnh mịch. Korea, very old hotel. Đấy, các bạn thấy rất đẹp. Và họ ở đây họ sắp sửa là có cái hội chợ gì đấy. Nên là có lều niếc cái thứ này chẳng hết nào hết rồi. Sang thì gọi là thỉnh thoảng mới thấy một hai người. Ra khỏi khu đấy
Racing. Và đi trong đó là có sân bay thành phố Nguyên Trang. Bây giờ đã là 7:20 chiều, 19 giờ 20. Nói chung là cái giao thông ở bên Đức nó rất là thông thoáng và con người người ta đi bằng xe hơi, người ta bằng xe ô tô chứ không xe hơi, bây giờ xe không có xe hơi, người ta rất chấp hành luật lệ giao thông. Sáng hôm nay rẻ 1.18 đồng. Người ta chấp hành luật lệ giao thông. Và vì cái bệnh dịch virus corona nên là rất ít thấy người đi ra đường, ai cũng ở nhà hết. Người sợ sẽ bị lây. Chết ở viện dưỡng lão, chết rất nhanh, chết thầm ầm luôn. Đấy, các bạn thấy không, cảnh làng quê của nước Đức rất thanh bình, hai bên là đồng cỏ. Thực tình ra là cái lúa nó trồng lên ấy, vì chỉ để giữ đất thôi, sau đó đấy đầu xuân thì họ sẽ cày lên và họ sẽ trồng cái gì đấy như khoai tây, ngô, bắp gì đấy, lúa mì, lúa mạch. Bạn thấy không, đường phố sạch, rất sạch. Không có một bóng người, không có một chiếc xe. Thời dịch bệnh này ai cũng sợ là vì thế chết nhiều quá. Bây giờ theo thống kê là hôm nay là ngày 5 tháng 4 rồi, khoảng 1 triệu 2 người nhiễm bệnh và chết khoảng gần 70.000 người. Và con số này sẽ tăng lên. Đi xe cũng cảm thấy rất là thoải mái, vì không còn ô tô chạy nữa. Chạy của mình trên đường hoàng hôn. Cây cối đầu xuân hè chưa thấy một tí lá nào già cả, lạnh quá. Ở đây thì cái bên phía trái này họ hay trồng cái đồng cỏ hoa, những hoa túc kỳ gì đấy, màu đỏ đẹp lắm. Còn cái sạn mà bên tay trái tôi nghĩ là người Trung Quốc này sẽ rất đông. Rồi dịch cúm corona nên là bây giờ hầu như không thấy ai nữa. Xe chậm lại đi chơi.
Thành phố buồn.